quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà bật mí kế hoạch trong hành trình chinh phục giấc mơ tại Miss Universe. Miss Universe thực sự là giấc mơ của hàng ngàn cô gái trẻ, nhưng đối với tôi, được phép tham gia chương trình sẽ là một giấc mơ không bao giờ quên, và đó còn là sứ mệnh để tôi có thể dùng tiếng nói của mình, sức ảnh hưởng của bản thân đấu tranh không ngừng nghỉ và lan tỏa những thông điệp tích cực vượt qua khỏi biên giới Việt Nam. Đây chính là tâm thế phần nào thể hiện khát khao được là chính mình và chinh phục những đỉnh cao mới của Đỗ Nhật Hà khi quyết định ghi danh mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 chính thức khởi động, đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các chiến binh sắc đẹp, trong đó việc Đỗ Nhật Hà, top 6 Miss International Queen 2019, góp mặt ở đường đua này đã tạo nên sức hút mạnh liệt cho mùa giải được cho là cỡ trói, thay đổi kịp thời với xu thế khi cho phép người chuyển giới tham gia. Đỗ Nhật Hà đã sẵn sàng với mọi thứ, sẵn sàng chịu trách nhiệm với bản thân mình, sẵn sàng chịu trách nhiệm với những điều mà cô ấy luôn cố gắng. Sự hiện diện của Đỗ Nhật Hà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc sẽ không có một rào cản nào cho các cô gái khi đến với Miss Universe. Hãy cùng sao ta lắng nghe thêm tâm sự của cô gái trẻ này. Lợi thế lớn nhất của Đỗ Nhật Hà sau khi quyết định ghi danh tham dự vòng thi online tại Miss Universe Việt Nam là gì? Kể từ những ngày đầu khi công khai thông tin quyết định dự thi Miss Universe Việt Nam năm nay, Hà không nghĩ mình lại được mọi người quan tâm và hỗ trợ nhiều đến thế. Thật sự ngay lúc này cảm xúc của Hà vẫn vỡ òa và hạnh phúc với tình cảm của mọi người, đặc biệt là sự ưu ái của các anh chị báo chí và truyền thông. Vậy còn khó khăn thì sao? Dư luận thể lệ tiêu chí cuộc thi hay là sức ép từ ban giám khảo, chẳng hạn? Được quan tâm bao nhiêu thì sẽ áp lực bấy nhiêu, tuy nhiên áp lực sẽ tạo nên kim cương. Điều Hà quan tâm nhất ở thời điểm này là việc bản thân sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để không phụ lòng mọi người. Còn một khi đã quyết tâm bước vào một cuộc chiến, dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không được phép lung lay, bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân đã là một thành công lớn mình đạt được rồi. Vậy ai là người đã truyền cảm hứng tích cực tới Đỗ Nhật Hà cho quyết định táo bạo này? Hà là người truyền cảm hứng cho chính mình hiểu mình cần gì và muốn gì nhất trên con đường này. Đây không chỉ đơn thuần là nơi để những cô gái như Hà được tỏa sáng, mà còn là một hành trình dài cho việc thực hiện hóa những hoài bão của bản thân và hướng đến lợi ích cộng đồng. Nếu năm 2018, trên đấu trường thế giới chúng ta đã có Angela Bonse, thì giờ đây hãy để cái tên Đỗ Nhật Hà là một lần nữa được phép hiện thực hóa giấc mơ này. Tuy nhiên, hình ảnh của bạn xuất hiện trên trang chủ Miss Universe Việt Nam 2021 chỉ là màn so đo tại vòng online. Vậy kế hoạch tiếp theo của Nhật Hà tại hành trình này sẽ như thế nào? Bạn có thể nói rõ cho khán giả biết được không? Rõ ràng đây là hai phạm trù khác nhau của ban tổ chức hàng năm. Tuy nhiên ở thời điểm này, Hà khẳng định mình không đến đây để so đo với một cô gái nào hay tranh vương miện với một chiến thuật được thiết lập sẵn cả. Hà mong rằng mọi người hãy suy nghĩ mọi thứ thật đơn giản và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là những điều này đều xuất phát từ trái tim và lý trí cho phép mình đủ tỉnh táo để đấu tranh và hiện thực hóa nó. Phía ban tổ chức đã thông báo chỉ chấp nhận thí sinh chuyển giới tham dự cuộc thi với tư cách giới tính là nữ ở chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Vậy bạn đã hợp thức hóa vấn đề này chưa? Trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 đã chính thức thông qua bộ luật dân sự sửa đổi có liên quan đến bản thân tôi, đó chính là tại điều số 36, quyền xác định lại giới tính, và điều số 37, quyền chuyển đổi giới tính. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, do vẫn chưa có công văn cụ thể cho vấn đề này tại các ban ngành địa phương, nên tất cả mọi thứ vẫn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Hà vẫn sẽ cố gắng thúc đẩy điều này trong thời gian sớm nhất. Mặc dù có mở cửa chào đón thí sinh chuyển giới, nhưng điều lệ này vô tình ràng buộc các thí sinh khác khi chưa đủ tiêu chuẩn về giới tính. Bạn có nghĩ như vậy không? Hà nghĩ rằng mọi người nên hiểu về vấn đề một cách rõ ràng hơn. Mỗi một cuộc thi sẽ có những tiêu chí riêng của nó. Riêng về Miss Universe là một đấu trường nhan sắc từ xưa đến nay vốn dĩ dành riêng cho nữ giới. Nên bản thân Hà cũng như những bạn chuyển giới khác, chúng tôi sinh ra với tâm hồn là nữ giới. Khi chúng tôi đã cố gắng vượt qua mọi đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần, nỗ lực và đấu tranh với chính bản thân mình, tiến hành những can thiệp sinh học để trở về đúng với bản dạng nữ giới của mình thôi, chứ chưa nói đến việc xinh đẹp hay không, thì chúng tôi đã đáp ứng đủ điều kiện và có quyền được tham gia cuộc thi
với tư cách là những thí sinh nữ, đơn giản vậy thôi. Phần đông khán giả cho rằng sẽ rất khó để một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam cho phép thí sinh chuyển giới vào top 3 hay top 5, chứ chưa nói đến việc chiến thắng. Nhận định này theo bạn là quá khắt khe với sự cố gắng của cộng đồng LGBT hay nó phù hợp với nền công nghiệp sắc đẹp còn non trẻ như Việt Nam? Hà đã khẳng định ngay từ đầu cũng như tại vòng thi ảnh online, có thể đối với hàng ngàn cô gái khác, chiếc vương miện hay danh xưng hoa hậu là một giấc mơ nghe có vẻ xa xỉ nhưng lại rất tuyệt vời. Còn đối với Hà, Hà lại mang cho mình những suy nghĩ khác. Việc được phép tham gia chương trình thôi, nó sẽ là một giấc mơ rất đẹp cho tuổi thanh xuân này, khi mình đã làm được những điều để thay đổi chính mình hay thay đổi cục diện cho những người chuyển giới mà tưởng chừng như không thể. Hà không cần chiến thắng, miễn là Hà được phép xuất hiện tại đây. Nếu may mắn được đứng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong phần hùng biện, bạn sẽ nói những thông điệp gì đến khán giả, những người đã ủng hộ cái tên Đỗ Nhật Hà trong suốt thời gian qua? Còn về những phần thi, mong rằng mọi người hãy chờ đợi nó tiếp diễn theo đúng trình tự của nó. Ở thời điểm hiện tại, Hà chỉ biết thể hiện lòng biết ơn và tri ân đến tất cả mọi người vì những tình cảm và sự kỳ vọng cho cái tên Đỗ Nhật Hà. Hà mong rằng mọi người hãy để cho những cố gắng và hoài bão của mình được thể hiện một cách tự nhiên và rực rỡ nhất tại cuộc thi năm nay. Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của Đỗ Nhật Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.